rồi. Ủa, dịch tiếng Việt, anh đi về đi. Ờ, có gì gọi mày cái gì mà yếu á. Dịch cái gì? Anh, cho em cho anh một cơ hội đi em. Ờ, cái chắc là mày cái gì mà gỗ cái gì mà cái gì mà cái gì mà gỗ á. Dịch cái gì? Tôi đã nói là tôi không yêu anh. Anh đi về đi, sao mà anh lì quá vậy? Thôi mệt quá, vừa đóng vừa diễn đau cái lưng muốn chết luôn à. Không nhận thiệt á, cái phim Hàn Quốc này á hả, nó hay gì đâu luôn á, mà coi tới cái lúc đó đó hả, trời ơi nó tức lộn cái ruột luôn. Chưa thấy ai á hả mà nó ngu thiệt là ngu như cái con nhỏ này á, bao nhiêu cái ngu trên đời nó dành hết nó ngu mình đó à. Người ta đã nhà giàu nè, đẹp trai nè, cao to, không chịu đi chịu cái thằng vừa lùn vừa xấu vừa nghèo y như cái thằng chồng của tôi vậy đó. Ồ ý, mà sao mình chửi mình vậy ta? Cũng bao nhiêu anh chàng trai đeo đuổi mình à, mà mình đâu có chịu. Nhưng mà trường hợp của mình ở Việt Nam là khác à nha. Mình lấy cái thằng chồng vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, nhưng mà nó lo chăm chỉ làm ăn. Nó một lòng một dạ thương yêu mình hết mực. Còn mấy cái thằng kia đó, nó ý nó có tiền, nó giàu có, tối ngày đó tụm năm tụm ba tụm bảy trác tán nhậu nhẹt say sưa, đi cua hết con này tới con kia, tôi đâu có chịu. Nhưng mà từ hồi nó qua Mỹ tới giờ, ông hoàn toàn thay đổi. Sáng thì đi uống cà phê, tối thì đi nhậu, tới khuya thiệt là khuya mới về, không có lo làm ăn gì hết trơn á. Chán gì đâu á, hễ mà đụng tới à, tôi vậy đó, chịu thì chịu thì thôi. Kỳ này á hả, tôi khuyên can vài lần thôi mà không chịu hả, tôi cho đi luôn. Phải chi trong phim Hàn Quốc hồi xưa đó, có những người đàn bà người ta đau khổ, cái bỗng nhiên có một ông tiên xuất hiện xuống, cái ban cho bà ta những điều kỳ diệu. Tại sao bây giờ tôi cũng là đàn bà đau khổ nè, sao tiên không có xuất hiện để mà giúp đỡ tôi vậy? Có tiên dưới không? Cái anh này sao giống tiên quá vậy? Tiên hả? Em không muốn tiên, em muốn tiên. Tiên, tiên ơi là tiên, tiên xuống đây giúp con đi tiên. Tiên ơi, tiên. No hai, medium. No. Hai. No hai, 1, 2, 3, 4, 5. No 1, 2, 3, 4, 5. Hai. Hai. Are you Coca-Cola? No Coca. Pepsi, okay. Oh, sorry. Are you Korea? No. No lịch. À, người Việt Nam không có bán lịch. Cái gì lịch? Đó, nói người Việt Nam mi no in lịch là không có in lịch đâu bán. Trời ơi, tôi nói là tôi là người Việt Nam mới qua Mỹ, không có rành tiếng Anh ông nội ơi. À, người Việt Nam mà mặc vậy đấy. Sao? Vô đây kiếm ai vậy? Thì tôi mới đi ngang nhà cô, cái tôi nghe tôi kêu, cô kêu đó, cô kêu Tiên ơi, Tiên, tôi nè. Biết ông là ai mà tôi kêu? Tiên là tôi, Tiên nè. Tự nhiên mình đang ra kia rồi, lần Tiên ơi, Tiên. Chẳng lẽ trong phim huyền thoại mà nó có sự thật ta? Hả? Ông là Tiên. Tiên nè. Giọng không giống Tiên. Giống gì? Giống điên.
ai cũng nói mình vậy chứ vậy trời. Hả? Ê, không có được nói tiền vậy nha. Dạ không phải, tại vì nhìn tiên mặt không có giống tiên hồi xưa. Ủa tiên hồi xưa nó mặc sao? Tiên hồi xưa hả, mặc quý một bộ đồ trắng nè, đầu tóc bạc phơ nè, tay cầm cái tay quốc trần nè, quốc một cái ai ước gì là có cái đó. Đó hồi xưa tôi mặc gì nào ta? Tôi hiểu rồi. Nói tiên hồi xưa chứ gì. Trời ơi khác, trời ơi tiên này bây giờ là phải hiện đại, phải fashion. Ý cô nói tiên nãy giờ là tiên mà ta bay nữa gì không? Trời ơi, bây giờ đâu cần phải tiên, con người bình thường cũng bay được như thường. Bay sao tiên? Mua vé máy bay bay. Muốn bay đâu mua cho tới đó bay tới đó. Nhưng mà tiên hồi xưa là ước cái gì là tiên chó liền á. Thì tiên này cũng vậy. À không, nhưng mà cái gì có sẵn người ta mới cho, còn cái gì mà không có sẵn thì cũng phải chậm chậm mấy ngày mới có. Sao vậy tiên? Order online mà 2-3 ngày mới có chứ. Dạ. Nhưng mà giờ không tin không? Không tin về. Khoan tiên giờ tin về tin. Dạ em mời tiên ngồi. Kêu đã rồi vô rồi nói này nữa. Bây giờ tiên không tin phải không? Dạ tin. Rồi lại đây. Dạ sao tiên? Tôi sẽ cho biết là vậy. Dạ. Tiên bây giờ là nó khác với tiên hồi xưa. Dạ. Cho nên giờ muốn gì là cứ muốn ước gì hả? Dạ. Muốn ước gì ước đi, tôi cho 3 điều ước cho tôi sẽ biến nó thành sự thật. Thì khá tiếc. Giờ muốn ước gì ước lẹ đi vô lấy đồ ăn cho tôi đói dữ lắm. Tiên cũng ăn nữa hả tiên? Tiên nào không ăn? Tại vì lúc không tiên không ăn là cô không thấy thôi. Muốn ước gì ước lẹ đi. Dạ ước gì thằng chồng. Mày muốn gì ước chồng? Muốn ước đó. Tự nhiên vô lại bắt ước chồng không được không? Trời ơi, tiên lúc này có tông biến nữa thôi. Ôi. Ủa tông biến là gì? Là tiên bóng á. Bóng rồi nào bóng? Đừng nói tiên vậy tiên giận à. Ý tiên nói là ước gì ước chồng tiên làm được. Trời ơi không có phải, tiên hiểu lầm rồi, tôi chưa có nói hết. Ý tôi là tôi có một thằng chồng á hả, trời ơi, nó hư hỏng dữ lắm. Tôi muốn ước được tôi ly dị với thằng chồng đó. Muốn ly dị? Dạ đúng. Trời ơi vậy cần gì tới tiên, ta ra văn phòng luật sư 385 đồng ly dị khỏi cần ra tòa. Cái gì mà 385 đồng khỏi cần ra tòa tiên? Ủa không phải, ý tiên nói mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Ước vậy phải không, để tiên lo cho. Dạ. Rồi điều ước thứ hai là gì? Điều ước thứ hai là gì? Ước lẹ đi tôi cho luôn lần này tin nè. Đi suy nghĩ coi. Đừng nói là ước cái ba la này của bà nha. Ước cái này là tôi bó tay luôn á. Ủa gì bó tay tiên? Không, nào hỏi có điều ước thứ hai chưa? Dạ có rồi. Ước gì? Dạ con ước là con có giàu thì là giàu, có nhiều tiền luôn tiên ơi. Giàu thiệt giàu có nhiều tiền. Đúng rồi. Trời ơi vậy mà cũng suy nghĩ cho lâu, tôi ước gì ước nó dễ ẹt. Mai tôi đi tôi mua cho cái máy in. Thấy không, đem về đây muốn xài nhiều bỏ in tiền ra xài. Thì khánh tiên trời ơi tự nhiên luôn. Vậy là con giáo thích giàu luôn. Dễ con giàu. Có quá và tiền luôn. Con mua tiền luôn. Vậy nó nói là tiên thì mua không có được, mà có nhiêu tiền mua cũng không có được hết trơn á, trừ khi nào hết bệnh nó mới thả ra thôi. Trời ơi không phải. Mà bệnh gì tiên? Không, ý nó muốn mua gì mua, đừng mua mấy bệnh gì tiên này. Không phải, tiên hiểu lầm rồi. Ý con nói là người xưa đó, nó có cái câu là có tiền mua tiên cũng được, đúng không tiên? Đúng rồi. Chứ không phải là mua tiên này. Tiên ở trong ca dao tục ngữ hả? Dạ đúng không rồi. Không phải tiên này hả? Dạ không phải. Trời hú hồn. Đừng mua tiên này. Vậy rồi còn điều ước thứ ba là gì? Ước lẹ đi, vô lấy gì tôi ăn, tôi đói dữ lắm rồi. Ủa sao mà tiên nói là hồi nãy tiên nói bệnh nè, rồi tiên nói là đòi uống thuốc nè. Tiên ăn uống là phụ thôi, uống thuốc mới là chính. Mà biết rồi, tiên uống thuốc là mấy ông tiên mà uống mấy cái thuốc mà cải lãi hoàng đồng để cho nó trẻ hoài luôn á hả tiên? Phải không tiên? Na gì
nó hủi hoài à, mệt quá. Điều ước thứ ba là gì? Lẹ lẹ vô lấy đồ ăn, tôi đói dữ lắm anh ha. Ủa nhưng mà hồi nãy Tiên nói là ăn uống là phụ thôi mà, uống thuốc mới chính mà Tiên. Thì cũng phải ăn no mới uống chứ. Ta dặn là uống sau khi ăn mà. Thắc mắc hoài mệt quá. Dạ dạ Tiên. Dạ có điều ước chưa? Dạ đang suy nghĩ chút xíu, là từ từ chút xíu, làm gì dữ vậy? Trời, có mấy điều ước sao mà ngồi suy nghĩ lâu gần chết luôn vậy. Có rồi Tiên ơi. Sao? Trời ơi. Điều ước thứ ba là gì? Ước là con sẽ trở thành một người đàn bà đẹp nhất trên đời này. Tiên bị gì Tiên? Kỳ á, tôi dị ứng với mấy cái câu này hay sao? Ở trong chỗ tôi ở cũng có mấy bà nói y chang vậy đó. Mà mỗi lần bà nói có người đi lao nhà vậy nè, trời ta ối đầy hết trơn. Ủa chứ không phải chỗ Tiên ở là có nhiều người đàn bà đẹp lắm mà người ta nói là đẹp như Tiên mà Tiên. Thì cũng có người đẹp vậy, nhưng mà tại vì mấy bà này, bà nào bà cũng dành bà đẹp nhất hết trơn á. Cho nên nó mới có chuyện vậy. Vậy điều ước của con sao Tiên? Thì muốn đẹp gì? Thì coi đẹp thì ta làm cho đẹp, nhưng mà hên xui nha. Đẹp mà hên xui là sao Tiên? Thì tùy cái thằng bác sĩ. Trời ơi, bác sĩ có nhiều bác sĩ rồi. Biến cái thằng Nga. Có bác sĩ biến cái thành con ma. Trời ơi, con không muốn con muốn thành thằng Nga. Con không muốn thành con ma đâu. Giờ muốn thành thằng Nga phải không? Để Tiên ráng. Rồi thôi giờ vô lấy gì cho Tiên ăn đi. Ủa Tiên? Tiên ơi, Tiên nói là uống thuốc chính thôi mà bây giờ Tiên cứ đòi ăn hoài là sao Tiên? Trời ơi, đã nói ăn mà. Rồi vậy thôi, giờ Tiên ngồi đây, Tiên hứa rồi đấy nha. Rồi bây giờ con chạy vô con làm đồ ăn cho Tiên nha. Tiên nhớ nha Tiên nha. Rồi chút xíu là Tiên chiên cho thành sự thật. Trời ơi, mệt thấy thương luôn. Mấy điều ước, không có ăn uống gì trơn. Ước hết này tới kia. Trời ơi.忘记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 嗨 Are you Japanese? Sorry, are you Chinese? No chai, no li. Dạ, li á thôn quả à, ngộ hả? Ngộ còn thôn quả à, xíu xíu à, nè con thôn quả hả? Chút chút à. Còn chút chút hiểu, còn nhiều không hiểu. Việt Nam phải không? Việt Nam chứ là gì? Trời ơi, nói tiếng Việt đi, còn mày đặt nói in lịch nữa. Không, tôi là mua lịch về xài chứ không in lịch. Phải không ơi, in lịch là tiếng Anh á mà cho nội. À, tại tôi thấy ông ăn tự nhiên ông ăn mặc gì vậy? Trời, ông ăn mặc vậy tôi tưởng ông người qua, cho nên tôi phải xài English chứ. Làm phải không? Nói cho nghe. Rồi sao? Thấy tôi ăn mặc vậy là thắc mắc phải không? Rồi sao ăn mặc kỳ vậy? Tại vì tôi mê với Kim Hiệp, phim Kim Hiệp Trung Quốc. Phim bộ Trung Quốc đó phải không? Con vợ của tôi á, nó mê phim Đại Hàn. Nó mặc đồ Hàn Quốc, tôi phải mặc đồ Trung Quốc, không đụng hàng. Hay nè. Nhưng mà vậy là tôi hợp với ông á. Ủa hợp hả? Tại vì tôi cũng khoái coi phim Trung Quốc lắm. Ủa vậy hả? Tại phim Trung Quốc là nó hay nè. Diễn viên nó đẹp nè. Cái tên nó dễ nhớ nè. Đúng rồi. Còn phim Hàn Quốc á, trời ơi thì cái phim nó cũng hay, diễn viên nó cũng đẹp, nhưng mà cái tên diễn viên nó khó nhớ chết luôn á. Khó nhớ sao? Cái gì là mà nè, cái gì? Kim Đông Công nè. Rồi cái gì á, chơi song dông nè. Rồi cái hang không chung nè. Khó nhớ chết luôn. Vậy tôi khoái coi Trung Quốc. Ông anh khoái coi Trung Quốc tôi vui rồi. Cho vui. Vậy là mình là đồng minh rồi. Ủa vậy hả? Hảo lắm. Nãy giờ nói chuyện với ông anh đó nha. Chẳng hay cái hạ đây là ai cho họ. Cái mẹ nó vô phim bồ. Tại hạ chỉ là có lỗi quá đi đó mà. Xin tự giới thiệu tại hạ thuộc phái Võ Đàn á. Biết rồi,
phải võ đàng, phải nga mi chứ gì đó. À, không phải, không phải. Phải võ đàng có nghĩa là phải đang võ đó mà. À, cái gì đó, các hạ đây là làm nghề đàng võ đó mà. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà giờ tài trí của tại hạ thật là cao siêu, cho nên họ mới nhốt tại hạ ở trên cao ngất đó mà, không có cho tại hạ xuống dưới đất. Cho nên mọi người thường gọi tại hạ là cao tiên đó mà. Cao tiên. Cao tiên là tiên trên cao đó mà. Đúng vậy rồi đó. Vậy tiền bối đây là tiên. Thì tiên đây đó mà. Mà nhìn không có giống tiên vậy hả? Tôi nói thiệt nha, không chắc chắn ông hỏi cái giống cái y chang à. Ông nói tôi không giống tiên, giống điên phải không? Bái phục, bái phục đó. Đấy chắc chắn là tiên rồi đó mà. Đọc được ý nghĩ của ta chưa nói ra mà biết hết rồi đó hả? Con lại ông nội, ông nội, ông nói giọng bình thường giùm con cái đây. Đúng vậy, đúng vậy, nói giọng bình thường đi chứ hả? Nãy giờ ta cũng mệt thấy mồ luôn rồi đó. Trời ơi, tôi nói với ông nghe, tại sao mà tôi biết ông kia nên hỏi tôi câu đó không? Tại sao? Tại vì hồi nãy tôi vô đây nè, tôi muốn gặp một cái cô y chang trong nhà này nè. Mặc đồ Hàn Quốc phải không? Đúng rồi, cái cô đó đó. Con vợ của tôi đó. Vợ không? Hèn chi nó hỏi tôi cũng vậy đó, nó hỏi tôi là tiên điên gì đó. Cái tôi ghét, tôi cho nó ba điều ước. Cho nó ba điều ước, nó mới tin tôi là tiên á. Tiên cho bà ba điều ước. Cho ba điều ước luôn. Gì Kim Mai? Kim Mai vậy? Bà ở đâu rồi tiên? Thì đi làm đồ ăn cho tôi ăn. Ồ vậy hả? Ờ. Mà tiên cho bà ba điều ước gì vậy tiên? Hồi gì? Thì bà ước cái gì tôi ước ngược lại cho bà khỏi có luôn. Này. Vậy mà không nghĩ ra trời. Ờ vậy được á, giống như mình đi shopping vậy không? Vậy là tiên đỡ tốn nè. Ủa sao vậy, đỡ tốn là sao? Thì đi shopping hả, bà ước cái gì cái ông đem, ông đi trả. Cái giống như là return vậy đó. Khỏi tốn tiền á, được. Điều ước mà không return được đó. Tại vì ông ước ngược lại là return mà. Cái điều ước đầu tiên của bà ước cái gì vậy? Đầu tiên phải không? Đầu tiên bà ước là ly dị chồng. Cái gì? Ly dị chồng. Ly dị chồng hả? Ừ. Ê, làm gì đánh tôi vậy? Ôi, qua đi, cái bài đặt là thay đổi rồi. Cái gì á? Tôi tiên mà. Quên, xin lỗi tiên, dạ, xin lỗi. Dạ, dạ. Ghen cho mày ba không à, làm gì bả vậy? Con ghen, con quên, dạ, xin lỗi tiên, xin lỗi tiên. Nghe cho kỹ lưỡng ra quan. Tôi là cái não tôi là nó có vấn đề nha. Vậy tiên cho con ước điều thứ nhất liền đi tiên. Muốn ước sao? Cho con ước là bả ly dị chồng, không được. Return. Return là sao? Cha thì ngộ quá. Ly dị thì phải nộp hồ sơ vô. Bây giờ ông ước không chịu rồi đem nó ra là return. Không hiểu gì hết trơn. Đúng là tiên rồi, đúng là tiên rồi. Ước gì tôi làm đó. Hay quá. Nhưng mà còn điều ước thứ hai của bà là sao? Hai dữ à. Sao? Ước bà giàu. Bà giàu. Bà có thật nhiều tiền. Bà sẽ mua tiền. Mua ai? Mua tiền. Mua tiền hả? Mua tiền. Mua tiền. Ê! Nói rồi nha, đánh tôi hoài nha. Nó tự nhiên quên tôi vậy. Quên dạ, xin lỗi tiên. Xin lỗi tiên. Đừng có ấy vậy đâu, đừng cho chửi rủa tôi nha. Trời ơi, tại vì nhìn cái mặt tiên đó nha, nhìn thấy có dâm phu, dâm phụ quá. Gì vậy? Trời ơi, lòng gian dạ thú. Ở Việt Nam thì thề là không bao giờ tham sang phụ khó. Bây giờ ước được có một điều ước, có một tí tiền. Bày đặt mua người này, người nọ, tưởng mua ai? Mua thằng này. Thằng nào? Ông á, tiên là ông đó cha nội, làm bộ hoài à. Trời ơi, ông ghen bậy ông bà rồi ông ơi. Tiên đây ta nói là tiên ở trong ca dao tục ngữ á. Có tiền mua tiên cũng được đó, biết không? À. Cái đâu phải tiên này, trời ơi, tiên này có tiền mua cũng không được nữa. Ồ vậy hả? Nói rồi mà chỉ có thả ra thôi. Tiên trong ca dao tục ngữ thôi. Trong ca dao tục ngữ mới được. Chứ không phải tiên này. Không phải tiên này. Vậy tiên cho con ước cái điều thứ hai liền với tiên. Dạ, phải ước sao? Con ước là sẽ nghèo mạt rẹp luôn. Bà nghèo sơ sát, không có một đồng bạc dính túi luôn. Action là gì vậy? Thì hồi nãy bà ước bà giàu thì phải đi order cho bà cái máy in lợi, bà in tiền ra bà xài. Bây giờ ông ước vậy là tôi phải đi action đổi qua cái khác xài. Ôi vậy là tụi con sẽ nghèo phải không tiên? Không có máy in mà in tiền đâu ra giàu.
Vậy là con sẽ nghèo. Trời ơi, tụi con sẽ nghèo, không có một đồng bạc trong túi luôn. Ha, nghèo sơ, nghèo xác, nghèo khạc ra cho, nghèo ho ra bụi, nghèo lũi vô bờ, nghèo dại khờ luôn. Đó, bà ơi, bà đừng có hồng nha. Có tiền mà đặt mua, mua cái gì cho bà nghèo luôn. Thằng này nó ở chắc cao hơn lầu của tôi luôn nè. Trời đất ơi, nó mới nó nghèo mà nó vui. Ờ, có bị gì không nè? Mà Tiên. Hả? Còn cái điều thứ ba, bà ước cái gì vậy Tiên? Điều thứ ba hả? Thôi để Tiên về. Cái gì, gì kỳ vậy? Mất có hai điều còn điều nữa mà. Thôi nói ra nó quýnh nữa nè. Không. Hứa với Tiên là không bao giờ đánh nữa. Hứa ha. Hứa danh dự không đánh. Hỏi điều ước quýnh tôi lần hồi là cái đảo khó chữa lắm à. Danh dự không đánh Tiên nữa. Đánh đâu? Không đánh. Nói cho nghe. Hứa tôi giờ nói nha. Điều ước thứ ba của bà. Ước bà sẽ đẹp nhất trần gian. Hả? Ê, không đánh nha. Bà ước đẹp nhất trần gian. Chết mẹ. Càng lúc nào càng cao. Trời ơi, tưởng cái điều gì chứ điều này bà không thể nào thực hiện được. Ủa tại sao không sợ? Tại vì chỉ cần một vài thằng xã hội đen thôi. Xích lên cái mặt của bà. Bà má bà nhìn bà không ra luôn. Bậy. Làm vậy là phạm pháp. Thấy không? Làm vậy là bất nhân. Mình không tự nhiên mình làm con vợ mình vậy. Rồi mình đâu có ở yên đâu, cũng bị ở tù với bộ vợ hả? Không, là lúc đó rồi nghĩ sao? Đáng không? Ở tù hả Tiên? Nghĩ tầm bay tầm ba không à? Trời ơi, ở tù. Trời ơi, Tiên ơi. Sao vậy? Con đâu phải khóc gì ở tù đâu. Tại vì con khóc cái điều thứ ba nè. Đáng lẽ là để dành, là ước có kiếm bồ nhí. Mà bây giờ phải lấy ra xài rồi. Tiên ơi, cho con ước điều thứ ba liền đi Tiên. À, chút xíu nữa nó để dành nó kiếm đồ khác. Đúng là lòng người tham lam. Giờ ý điều thứ ba muốn ước sao? Đừng có nói ước là bả thành con quỷ nha. Bả mà thành con quỷ tối ông nằm chung được với bả đúng con không á. Dạ không dám đâu. Ngủ là thành ác mộng đó. Con chỉ ước là nhan sắc của bả ngày xưa con thương bả bao nhiêu thì bây giờ như cũ là đủ rồi Tiên à. Không thay đổi gì hết. Không thay đổi. Cancel. Ô cái cancel là sao? Thì đó hồi nãy bả ước bả đẹp. Thì tôi phải đi hẹn bác sĩ. Đúng không? Rồi bây giờ tưởng ông bước qua xấu rồi tôi cũng phải để như vậy. Làm đẹp cũng tốn tiền, làm xấu cũng tốn tiền. Mà bây giờ ông để yên nguyên vậy là tôi phải cancel. Return. Chứ mà còn chút xíu nữa nó bỏ vô cái là lấy ra cái là no refund, no return. Đây là điều ước con thực hiện được rồi đó. Xong rồi, yên tâm. Trời ơi, hay quá. Giờ cơm tới rồi. Dậy đi Tiên. Mời Tiên ăn. Ăn đi Tiên. Ủa? Về đây hả? Xong đi luôn đi. Về đây làm gì? Bà này lạ không? Nhà này là nhà của tôi. Tôi muốn đi tôi đi. Tôi muốn về tôi về chứ. Nhưng mà tôi muốn không muốn thấy cái mặt ông nữa. Ông đi luôn đi. Nhà này là nhà của tôi. Bộ tôi muốn nhìn cái mặt bà lắm hả? Tôi cũng không muốn nhìn mặt ông. Cái gì? Mặt bà là tôi không thích nhìn đâu. Bà chỉ cần tôi có cái cho nó cho con xí dầu mà. Mình nói tiếng Hàn, mình nói tiếng Tàu, ở đây nói tiếng Mỹ, hiểu không? Hiểu chết liền luôn. Trời ơi, đâu có tiếng Việt giùm cái đi ông nội bà nội. Trời ơi, hai vợ chồng ở chung nhà mà giống như là chó với mèo á. Thì nói đúng rồi đó. Con là mèo, ổng là chó. Mà chó cho mặt rê còn được, còn đỡ chứ. Này chó phóc mới ghê chứ. Còn bà đó, mèo người ta dễ thương. Còn mèo của bà đó hả, ruột nó còn cắn chứ đừng nói mà chó. Cái gì cắn? Ai cắn? Cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Trời đất ơi, mệt quá. Tôi đã nói rồi, có chuyện gì từ từ nói làm gì mà hai vợ chồng mà làm gì dữ vậy. Không, giờ ông đứng yên ở đây. Sao có chuyện gì đâu cô nói trước cho tôi nghe thứ con vợ chồng sao mà cán đáng dữ vậy. Tiên nhắc tới rồi. Để Tiên nghe nè. Sao ngày xưa đó còn ở Việt Nam á, vì là nghèo khó khó giàu có no có đói, ông một lần thương yêu con hết mực vậy đó. Mà từ ngày qua cho đến bây giờ hai vợ chồng ở chung với nhau, không thôi cô như là người dân nước lỡ vậy.
Bà nói đi thì bà phải nói lại. Tôi sống với bà giống như xe phòng. Bà, tôi mà đi về nhà thì bà đi ra ngoài salon mà ngủ, tôi phải đi vô phòng. Rồi mà tôi ra salon thì bà vô phòng. Trời ơi, hỏi Tiên vậy chứ cuộc sống vậy, sống vợ chồng sao Tiên? Ủa chứ ngày nào ông cũng say xỉn hết, mùi rượu nồng nặc hết, sao tôi chịu nổi? Rồi sao mấy nhỏ kia nó chịu nổi? Thở nào? Thì mấy đứa con của một bạn đó, ba nó xỉn rồi nó ngủ chung, nó có đứa nào nói gì đâu. Nó nhiêu tuổi? 2 tuổi rưỡi. Trời ơi, thôi mà đừng có cãi lộn hoài à. Rồi để cho bà kể tiếp coi, nó chuyện chứ có quan trọng là lúc này nè, rồi cái xe kế đó nó làm sao? Cái hồi xưa đó là Tiên, ở Việt Nam á, con làm nghề là cho vay tiền góp. Rồi Tiên biết đó, ở bên Mỹ này hả, nó lấy tiền lời tới 23 chấm lượng Tiên. Ừ, mắc lắm. Con cho có 22 chấm rưỡi à. Nhỏ này có đức nè. Dạ, mà ổng á thì là nhiệm vụ là mỗi ngày đi gom góp tiền về cho con. Rồi qua bên đây cũng vậy, con cũng đem hết vốn liếng đem qua đây cũng làm lại cái nghề cũ. Rồi cái ổng cũng làm việc đó. Cũng y vậy. Mà tiền thì không thấy đem về, mà ngày nào cũng say xỉn nhậu nhẹt tè le luôn. Hỏi Tiên sao mà con chịu nổi hả Tiên? Bà nói bà đổ thừa vui, tại bà không bà. Tại sao tại tôi? Qua đây tôi nói với bà mình có chút vốn liếng thôi, mình giờ đổi làm ăn chuyện khác đi, bà cũng muốn giữ cái nghề cũ. Ở Việt Nam á hả, đi đòi tiền người ta có tiền, người ta góp tiền mình. Bên đây đi góp tiền, nó không có tiền, nó góp bia. Bà ơi, sao? Bia đem về không lẽ uống mình sao? Nhậu nhẹt mà, phải đông đông cho nó vui chứ. Đúng, đó. Đúng. Thành ra bây giờ người ta mời mình bữa nay, thì ngày mai mình phải mời lại người ta. Bánh ít đi thì phải bánh quy lại chứ, phải không Tiên? Đó. Bánh ít đi bánh quy lại, cho nên tiền lời tiền vốn của tôi hết trơn luôn, không còn đồng nào. Tôi hiểu rồi. Tức là hai vợ chồng có chút đỉnh tiền vốn cho người ta mượn lấy tiền lời sống, đúng không? Dạ, đúng rồi. Cho nên ỷ y vậy, nên qua đây là không cần học hành, không cần kiếm công ăn việc làm gì trơn á, đúng không? Cho nên là rảnh quá, có phim Hàn, cái thành Hàn Quốc luôn. Còn ông này rảnh quá, nhậu nhẹt, coi phim Trung Quốc, thành Trung Quốc luôn. Giờ là chồng Trung Quốc, vợ Hàn Quốc. Trời đất ơi, giờ mới bây giờ tự nhiên lại đi ra đường, xe bắt chó nó không vớt tụi con liền. Em biết không, tôi cũng có nói với bà, chứ có rảnh rồi thôi đi học Anh văn, đi qua Mỹ mà phải biết tiếng Anh, tiếng U rồi với người ta. Ủa sao không đi học đi, sao ông kêu tôi? Thì tại bà không đi học. Tôi học gì? Thôi thôi, bây giờ tôi nói cho hai vợ chồng nghe nè. Hay không, bây giờ là hết tiền rồi vậy. Hay không, cuộc sống bắt đầu khó khăn, vợ chồng bắt đầu là lục đục chứ vậy. Tôi nói là bây giờ không có tiên nào ở trên trời mà ban phát những cái điều kỳ diệu đó cho mấy cái vợ chồng như vậy hết trơn á. Không, cái điều kỳ diệu đó là phải hai vợ chồng phải thương yêu lẫn nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau, hay không, mới tạo dựng tương lai, mới đem được điều kỳ diệu cho hai vợ chồng ở tương lai được. Ủa, nói vậy nè, không phải là tiên từ trên trời xuống đây hả? Tôi tiên trên trời nào? Hả? Vậy chứ là tiên gì? Tôi tên là Trần Văn Tiên, quê tôi ở Hà Tiên. Tôi qua đây diện sinh viên, rồi tôi học riết rồi bây giờ nó mới nhốt riêng. Hồi xưa thì nó gọi tôi là sinh viên, còn bây giờ nó gọi là thằng điên.